Chào cả nhà, chúc cả nhà xem clip của mình vui vẻ nha. Mình chia sẻ món thịt heo kho tàu đây cả nhà ơi. Dân miền Tây mình còn gọi là thịt heo kho kiểu đó cả nhà. Mình để đường vào, mình sên cho nó vàng lên đặng tạo màu á cả nhà. Cái mình cho thịt heo vào nè. Mình sơ cho nó đều nha cả nhà. Cái mình chặt một trái dừa, mình để vô nồi thịt. Bắt đầu mình nấu nha cả nhà. Mình nặn vào một cái chanh và cho thêm vài lát ớt, rồi mình nêm vào là đường nè, bột ngọt và hạt nêm và nước mắm nha cả nhà. Rồi mình đậy cái nồi thịt mình bằng giấy lại nè cả nhà. Kho cái nồi thịt này khoảng cỡ 2 tiếng á cả nhà, là nó mềm ra là mình mới là thịt mới ngon nha cả nhà. Rồi thịt mình chín rồi đó cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cùng gia đình mình nha.